Lãnh đạo huyện Tam Nông vừa có buổi kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các chủ vườn và hợp tác xã trồng chuối xuất khẩu tại xã Dân Quyền, Hương Nội. Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc sau một thời gian bị đóng cửa để phòng tránh dịch bệnh COVID-19 lây lan khiến giá chuối ở huyện Tam Nông xuống thấp từ 2.000 đến 3.000 đồng 1 kg. Với mức giá này đã khiến hợp tác xã và các hộ dân trồng chuối gặp nhiều khó khăn. Hiện nay diện tích trồng chuối trên địa bàn huyện khoảng 100 hectare, sản lượng ước đạt 4.000 tấn. Ngay sau khi một số cửa khẩu đã thông trở lại, đẩy giá chuối tăng lên từ 4.000 đến 6.000 đồng 1 kg. Hiện nay, hợp tác xã Dân Quyền và các chủ vườn chuối đang khẩn trương thu hoạch và xuất khẩu chuối sang Trung Quốc. Lãnh đạo huyện Tam Nông đề nghị chính quyền địa phương, ngành nông nghiệp cần kết nối đưa các sản phẩm nông sản tiêu thụ tại các khu công nghiệp, các siêu thị, các bếp ăn tập thể, nhà hàng trong và ngoài tỉnh, tạo mọi điều kiện cho các hộ dân và hợp tác xã Dân Quyền trong quá trình bao tiêu sản phẩm. Các ngân hàng có chính sách hỗ trợ giãn nợ cho các chủ vườn và hợp tác xã trồng chuối. Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông có chính sách khuyến khích hỗ trợ các cơ sở sản xuất, hình thành các mô hình sơ chế, sấy khô để tăng thời gian lưu trữ, bảo quản cũng như giá trị sản phẩm. Tìm hiểu khảo sát thị trường xuất khẩu mới cho các sản phẩm nông sản của huyện.